Chào mừng bạn đến với kênh Postcard của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 8 tháng 5, 2023, chúng tôi xin gửi tới bạn một câu hỏi mà rất nhiều bạn quan tâm, đó là nghề kế toán có gì thú vị? Tại sao các bạn lại chọn nghề kế toán mà không phải ngành nghề khác? Sau đây tôi xin trình bày một số điểm thú vị của nghề kế toán như sau. Là người tiếp xúc trực tiếp, sớm nhất với các con số, thực hiện mọi thao tác, báo cáo lập luận dựa trên những con số đó. Khi làm công tác kế toán, quản lý tài chính doanh nghiệp, bạn trở thành tay hòm chìa khóa cho các sếp, nhận được sự tin tưởng, giao phó trách nhiệm từ cấp trên. Công việc linh động, với kiến thức chuyên môn kế toán căn bản, bạn hoàn toàn có thể làm việc ở mọi lĩnh vực ngành nghề mà doanh nghiệp đang kinh doanh. Ngoài ra, bạn có thể thử sức ở lĩnh vực tài chính, kiểm toán, thuế, kinh doanh. Sự ổn định về mặt thời gian, tính chất công việc, bạn hoàn toàn có thời gian chăm lo cho cuộc sống gia đình. Đối với phụ nữ có gia đình, bạn là sự lựa chọn tốt nhất của mọi nhà tuyển dụng cho vị trí kế toán trưởng đó nhé. Thế mạnh lớn nhất mà ngành nghề kế toán là một trong số đó. Bạn lo ngại về việc làm sau khi ra trường, kế toán chính là ngành mà mọi doanh nghiệp cần tới. Thị trường việc làm rất lớn, đó là cơ hội để bạn thử sức. Cơ hội tìm kiếm việc làm và nhu cầu tuyển dụng cao chính là lý do bạn nên chọn nghề kế toán. Nghề kế toán không bó buộc trong một phạm vi nào. Kế toán là vé thông hành để bạn tiến vào mọi lĩnh vực hiện nay trong hoạt động kinh doanh. Dù bạn khởi đầu ở vị trí là một kế toán mới trong một công việc nhỏ, nhưng rất nhanh bạn sẽ vươn mình tới các lĩnh vực đa dạng. Có cơ hội học hỏi kiến thức mới, ngành kinh doanh mới. Làm nghề kế toán ngoài mức lương cao ổn định thì bạn được thưởng là điều chắc chắn. Làm kế toán nếu bạn muốn học thêm nghiệp vụ, chắc chắn công ty sẽ chi trả các khoản phí bổ túc cho bạn. Với những khóa học này, bạn không những có thêm kinh nghiệm kiến thức, được thăng chức, thăng lương là điều chắc chắn. Trên đây chúng tôi đã liệt kê một số điểm thú vị của nghề kế toán. Theo các bạn, kế toán có thú vị không? Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe postcard của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo.